Xin chào tất cả các anh em đã đến với kênh Review Audio. Anh em ghé thăm rất mong anh em đăng ký kênh để nhận được những video review mới nhất hàng ngày. Xin cảm ơn cả nhà mình rất là nhiều. Hôm nay về là một chiếc đầu Sony khá là đặc biệt, bởi vì đây là một chiếc đầu chạy băng VHS, có nghĩa là chạy băng hình. Nó cũng là một trong những món đồ rất là thân quen với các bác đã lớn tuổi. Ngày xưa thì chúng ta dùng nhiều những cái cuốn băng này, cuốn băng hình. Đây anh em thấy rằng là đây là một chiếc đầu về trong tình trạng tuyệt đẹp luôn, nó quá đẹp cho nên là muốn giới thiệu đến cả nhà mình. Nhãn hiệu của nó là SLV-F11, chiếc đầu Sony. Hiện nay thì còn rất nhiều các anh em cũng tìm lại để sưu tầm chơi những chiếc đầu VHS này, bởi vì thứ nhất là nó là một trong những sản phẩm hoài niệm của chúng ta. Rất nhiều các anh em đã từng chơi ở những năm trước và bây giờ chúng ta cũng muốn tìm lại cái hoài niệm của mình. Và cái điều đặc biệt là những cái sản phẩm đầu VHS này chất lượng âm thanh cũng rất là tốt nha. Đấy, chất lượng âm thanh là hi-fi cho nên nó mang đến chất lượng âm thanh cũng rất là hay luôn, cực kỳ hay. Và bên cạnh đấy thì nó lại còn có thể có được cả hình ảnh nữa. Đây, mở băng ra thì chắc chắn là nhiều bác sẽ rất là quen thuộc và chúng ta sẽ như tìm lại được ký ức của mình. Đây anh em thấy này, cuốn băng VHS rất là đẹp đúng không ạ? Có một cái gì đấy rất là hay, rất là thú vị. Và hiện nay trên thị trường thì không những là chúng ta tìm lại những chiếc đài cassette, những đầu băng cối, mà rất nhiều anh chị em bây giờ chúng ta cũng đang thì có một cái sở thích, đó là sưu tầm lại những chiếc đầu VHS. Nó rất là đặc biệt. Con này về thì rất là đẹp, phải nói là đẹp mới keng, mới cứng cựa luôn. Còn có cả khiển zin anh em nhá, khiển zin theo máy rất là đẹp luôn. Đó, anh em nhìn thấy là cái mặt này mới kinh khủng, nó quá là mới luôn. Cho nên là ngày hôm nay muốn giới thiệu đến cả nhà mình khí này rất là đẹp. Nó có nắp, chúng ta có thể mở nắp ra được đây. Đấy, khá là đặc biệt luôn. Bên trong này rất nhiều núm nút nha, rất là đẹp luôn. Chiếc đầu này phải nói là tuyệt đẹp, mới cứng cựa luôn. Máy thì có size ngang chuẩn 43, chiều sâu tới 40 luôn. Máy rất là sâu, rất là dài, và chiều cao là 10. Máy còn trong tình trạng là phải nói là cực kỳ đẹp luôn anh em ạ, rất là đẹp. Đây, quay chi tiết cho tất cả các bác cùng nhìn ngắm từng hông máy này, đường trước đường sau, kể cả phần nội thất cũng rất là đẹp. Bây giờ thì trước khi chúng ta cùng trải nghiệm chất âm cũng như là về hình ảnh thì mở luôn cái nắp này ra cho tất cả các bác chúng ta cùng nhìn ngắm phần nội thất nha. Mời anh em cùng ngắm nhìn phần nội thất. Nội thất này là chúng ta ngắm nhìn chỉ có mê mẩn này. Nó cực kỳ mới, rất đẹp luôn. Nhìn nó sáng choang, mới keng, mới như vừa xuất xưởng các anh em ạ. Mới gì mà mới cứng luôn ấy, quá là đẹp luôn. Quay cực kỳ chi tiết, cận cảnh sắc nét. Anh em nhìn như thế này thì không còn gì mà để mà lo lắng khi mà chúng ta lựa chọn những cái sản phẩm như vậy nữa. Đẹp thật, sáng quắc luôn. Các cái nhựa này trắng phau, trắng tinh. Con này có thể nói là chắc là lấy ra dùng được 1-2 lần rồi để quên đấy luôn. Đẹp quá luôn. Nó mới và nó có cái cảm giác như là chưa dùng luôn, dùng quá ít, phải nói là quá ít. Này anh em nhìn này, chắc là mới xuất xưởng thì nó cũng đến là như vậy thôi nhá anh em nhờ.
Máy mới thì cũng đến là vậy thôi chứ. Mới keng xà beng. Những cái nhựa mà sao mà nó trắng phau luôn ấy. Trắng tinh. Trắng tinh tươm. Đấy. Anh em chơi những cái con như thế này thì quá là an tâm luôn. Này. Cái nắp của nó anh em này. Dày dặn chắc chắn mới cứng. Rồi, bây giờ sẽ cùng nhau chúng ta trải nghiệm chất âm cũng như là hình ảnh của chiếc đầu VHS Sony này. Xin mời anh em. Anh em nhìn thấy những cái cuốn băng rất là đẹp nha. Băng VHS, băng rất là lớn, có cái gì đấy nhìn nó rất là đáng yêu. Trông cũng rất là xịn sò. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau trải nghiệm chất âm và hình ảnh trên chiếc đầu Sony này. Xin mời tất cả anh em. Thưa quý vị, một lát nữa đây chúng tôi sẽ kể tiếp câu chuyện này. Và để trở lại với chương trình, xin mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Giấc mơ mùa đông, nhạc ngoại quốc lời Việt qua phần trình diễn của nữ ca sĩ Loan Châu. Anh em thấy là hình ảnh cực kỳ sắc nét đúng không ạ? Hình ảnh rất là nét luôn. Đấy, anh em mình thấy rất là thú vị đúng không ạ? Chất lượng âm thanh tuyệt vời luôn, âm thanh rất hay. Và nó lại còn có thêm cái phần hình ảnh, nó mang đến cho chúng ta những cái trải nghiệm rất là thú vị từ âm thanh, hình ảnh cũng như là giúp chúng ta nhớ lại một thời ký ức rất là tuyệt vời bên những chiếc đầu VHS. Anh em nếu mà quan tâm sản phẩm thì hãy liên hệ số điện thoại để ở phần mô tả. Đây là một chiếc đầu cực kỳ đẹp và nó tuyệt đẹp. Và những chiếc đầu này thì cái giá nó còn rất là bình dân. Giá ai cũng dùng được. Phải nói là cực kỳ dễ để chúng ta sưu tầm những sản phẩm đặc biệt này. Và cảm ơn tất cả các anh em đã ghé thăm. Xin chào và hẹn gặp lại vào những video lần sau.